Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp cuối tuần FBNC 24/7 và sau đây là những thông tin đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ đăng đàn đối thoại về chính sách và tình hình kinh tế với các nhà tài trợ. Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia nhận định CPI năm 2013 không tăng quá 6,3%. Nhưng trước hết sẽ là thông tin HSBC dự báo nền kinh tế Việt Nam có nguy cơ đi ngang nhiều năm nếu không kịp tái cấu trúc. Thưa quý vị, trong một nghiên cứu mới được công bố đầu tuần qua, tập đoàn tài chính HSBC cho rằng nếu Việt Nam không kịp thời tái cấu trúc kinh tế, thì nền kinh tế có nguy cơ sẽ đi ngang trong nhiều năm. Nhận định kinh tế Việt Nam có nguy cơ đi ngang dựa trên nhiều vướng mắc chưa được giải quyết của nền kinh tế. Ví dụ, với đa số lao động đang có thu nhập dưới 100 đô la một tháng, Việt Nam cần xúc tiến công nghiệp hóa hơn nữa. Hiện nay, 70% lao động Việt Nam đang sống ở khu vực nông thôn với thu nhập chỉ khoảng 60 đô la. Những bất cập về lao động mà HSBC nêu ra cho thấy, dù lĩnh vực nhà nước chiếm 1/3 nền kinh tế, nhưng các doanh nghiệp tư nhân trong nước lại sử dụng tới 86% lực lượng lao động. Tuy lạm phát giảm và thâm hụt thương mại đã giảm còn 95 triệu đô la, nhưng HSBC vẫn e ngại về sự hỗ trợ của chính sách đối với khối FDI và doanh nghiệp tư nhân vẫn còn là quá ít. Trong khi đó, tiến trình cải tổ khối doanh nghiệp nhà nước đang tỏ ra khá chậm chạp. Những nghiên cứu gần đây của Tổ chức Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Nhật Bản JETRO cho thấy các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam đang gặp khó khăn trong thu mua nguyên liệu tại chỗ. Trong khi đó, khối doanh nghiệp nhà nước chiếm ưu thế trong ngành công nghiệp hỗ trợ lại thiếu sự liên kết với nhóm FDI, với doanh nghiệp vừa và nhỏ tư nhân. Do đó, theo HSBC, nếu không kịp thời sửa chữa nhiều vướng mắc kinh tế, thì khi thị trường lao động không còn mang tính cạnh tranh, khối doanh nghiệp FDI có thể sẽ rời bỏ Việt Nam. Thưa quý vị, vấn đề thiếu nguyên nhiên liệu cho sản xuất tại Việt Nam đã được nhắc đến nhiều. Tuy nhiên, dường như các biện pháp nhằm tăng thu hút công nghiệp hỗ trợ vẫn còn quá chậm, nhất là khi nhìn vào con số nhập siêu từ Trung Quốc trong vòng hơn 10 năm trở lại đây. Theo số liệu mà vụ thị trường châu Á-Thái Bình Dương Bộ Công Thương, con số nhập siêu này đã liên tục tăng mạnh trong vòng hơn một thập niên qua. Cụ thể, tính đến 11 tháng đầu năm 2013, mức nhập siêu đã lên đến mức 19,6 tỷ đô la. Nếu so sánh hai con số này, chỉ trong vòng 13 năm, nhập siêu từ Trung Quốc đã tăng đến 104 lần. Trong giai đoạn 2001 đến năm 2008, trung bình cứ mỗi năm, tốc độ tăng nhập siêu từ Trung Quốc là 85%. Tốc độ này bắt đầu chậm lại dần trong vòng 5 năm trở lại đây, nhưng vẫn ở mức tăng hai con số với khoảng 17% mỗi năm. Trong đó, các mặt hàng nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu là nguyên vật liệu như máy móc thiết bị, phân bón hóa chất, vải vóc, xăng dầu. Trước đó, 20% mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc là hàng tiêu dùng, nhưng hiện đã giảm xuống còn chưa đến 1%, nhờ các biện pháp kiểm soát nhóm hàng hạn chế nhập khẩu vì trong nước có sản xuất. Mặc dù xuất khẩu sang Trung Quốc cũng tăng mạnh qua các năm, tuy nhiên nhập siêu cũng không ngừng tăng theo. Vụ thị trường châu Á-Thái Bình Dương cho rằng mức nhập siêu từ Trung Quốc đang rất báo động vì nguyên nhiên liệu sản xuất trong nước đang quá phụ thuộc từ thị trường này. Vụ này cho biết năm 2014 sẽ chú trọng mạnh hơn nữa trong việc thu hút công nghiệp hỗ trợ và cần phải làm việc với các bộ ngành khác để hoàn thiện hàng rào tiêu chuẩn và hàng rào kỹ thuật đối với hàng nhập khẩu nhóm nguyên nhiên liệu. Thưa quý vị, câu chuyện nổi bật trong tuần này chúng tôi muốn nhắc đến diễn đàn đối tác phát triển gọi tắt là VDPF khai mạc sáng ngày 5 tháng 12 tại Hà Nội. Đại diện chính phủ Việt Nam đã trực tiếp đăng đàn đối thoại về chính sách và tình hình kinh tế với các nhà tài trợ, viện nghiên cứu, các tổ chức xã hội, dân sự quốc tế và trong nước. Tại diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam, bốn chủ đề lớn được thảo luận trên diễn đàn lần này là giảm nghèo và giảm nghèo cho vùng dân tộc thiểu số, khuyến khích hơn nữa khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ nước sạch và vệ sinh môi trường, gia tăng hiệu quả của công tác quản lý môi trường và tăng tính cạnh tranh của nhân lực thông qua phát triển kỹ năng và đào tạo nghề. Trước diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục khẳng định chọn đầu tư công là trọng tâm của tái cơ cấu kinh tế. Nguồn vốn đầu tư sẽ tập trung cho các công trình trọng điểm, cho vốn đối ứng ODA hay vốn tham gia các dự án PPP. Việt Nam cũng chủ trương thu hút đầu tư FDI mạnh mẽ hơn nữa và sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn lực và tài nguyên tại Việt Nam. Để chuẩn bị các diễn đàn VDPF hôm nay, tôi đã được báo cáo về kết quả tích cực của diễn đàn doanh nghiệp, diễn đàn đối thoại phòng chống tham nhũng, diễn đàn hiệu quả chuyển cạo, báo cáo chuẩn bị của bốn nhóm công tác chuyên đề. Đó là những nguồn thông tin rất hữu ích để Việt Nam chúng tôi tham khảo, tiếp thu các ý kiến phù hợp, sát đáng của các bạn, của các đối tác cho việc hoạch định chính sách của Việt Nam chúng tôi trong thời gian tới.
Trong một cam kết khác liên quan đến thị trường tài chính, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam sẽ xúc tiến nhanh quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, đặc biệt là chuyện xử lý nợ xấu, tháo gỡ sở hữu chéo và cổ phần hóa các ngân hàng quốc doanh. Ở trụ cột thứ ba của tái cấu trúc kinh tế là sắp xếp khối doanh nghiệp nhà nước, đại diện Việt Nam cũng kiên quyết chủ trương sẽ đẩy mạnh cổ phần hóa, yêu cầu các doanh nghiệp tập trung cho ngành nghề kinh doanh chính, thoái vốn đầu tư trái ngành, cơ bản sẽ hoàn thành cổ phần hóa vào năm 2020. Tiếp tục những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngay từ đầu tuần, trong cuộc họp thường kỳ chính phủ, mặc dù đánh giá việc kiềm chế lạm phát trong 11 tháng qua giữ được mức thấp, nhưng các thành viên chính phủ vẫn cho rằng lạm phát có nguy cơ trở lại trong những tháng cuối năm. Theo báo cáo của tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ số giá tiêu dùng CPI đã có xu hướng giảm hoặc tăng không đáng kể từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 7 năm 2013. CPI tháng 11 năm 2013 tăng 5,5% so với tháng 12 năm 2013, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 3 năm trước. Tuy nhiên, theo nhận định của các thành viên chính phủ, lạm phát vẫn có nguy cơ trở lại trong những tháng cuối năm. Do đó, trong thời gian tới, chính phủ vẫn sẽ ưu tiên thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát theo mục tiêu đã đề ra, đồng thời đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán. Trong khi đó, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cũng đưa ra nhận định chỉ số giá tiêu dùng cả năm nay có thể sẽ tăng chậm lại, không quá 6,3%. Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, với mức tăng có xu hướng ngày càng chậm lại của CPI, thì lạm phát năm nay gần như đang ở mức chậm nhất kể từ năm 2003. Do đó, lạm phát cả năm nay có thể sẽ tăng không quá 6,3%. Lợi thế của Việt Nam lúc này là cán cân thanh toán quốc tế dự báo thặng dư khoảng 1,5 tới 2 tỷ đô la, thu hút FDI cũng tăng mạnh, sản xuất công nghiệp quý sau tăng cao hơn quý trước. Tuy nhiên, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cũng cho rằng chính sách tỷ giá cần được linh hoạt hơn nữa trong năm 2014 tới đây để hỗ trợ cho sức cạnh tranh của hàng Việt Nam xuất khẩu. Riêng về cân đối vốn tín dụng, Ủy ban Giám sát cho rằng tín dụng cho các khu vực ưu tiên mới tăng khoảng 3%, vốn ngân hàng bơm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thậm chí còn tăng trưởng âm. Và trong năm 2014 tới, để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, thì tăng trưởng tín dụng cần đạt mức 14-15%. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 12 vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu Sở Y tế và các sở liên quan quản lý chặt chẽ việc quảng cáo thực phẩm chức năng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó thì chỉ cho phép quảng cáo khi nội dung quảng cáo loại mặt hàng này đã được cơ quan y tế thẩm định. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu này thực hiện dựa trên chỉ đạo của Bộ Y tế về việc quản lý chặt chẽ thông tin về thực phẩm chức năng. Ba sở đều yêu cầu thực hiện các biện pháp quản lý quảng cáo thực phẩm chức năng là Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo số liệu của Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế, hiện thực phẩm chức năng của doanh nghiệp nội địa đã chiếm khoảng 60% thị trường. Hiện vẫn chưa có cơ quan hữu quan nào đứng ra tư vấn cho người tiêu dùng. Trong số 98 cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng bị kiểm tra vừa qua, có đến 47 cơ sở vi phạm và lỗi chủ yếu thuộc về nội dung quảng cáo sản phẩm. Trong đó có rất nhiều cơ sở quảng cáo nhưng không đăng ký kiểm duyệt nội dung. Số khác có đăng ký nhưng khi quảng cáo thì phần nội dung đều nói quá công dụng của sản phẩm, khiến người tiêu dùng dễ bị nhầm. Cũng trong tuần qua, Bộ Tài chính đã phát công văn gửi các tỉnh thành yêu cầu tăng cường quản lý giá sữa, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp tiết giảm chi phí để hạ giá sữa. Đây được xem là một động thái quyết liệt nhằm quản lý giá sữa từ phía Bộ Tài chính. Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm việc quản lý giá sữa theo đúng quy định đối với mặt hàng sữa và sản phẩm sữa thuộc danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Khi tiếp nhận kê khai giá của các doanh nghiệp, Sở Tài chính phải rà soát biểu mẫu kê khai và đề nghị các doanh nghiệp có biện pháp tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm, giảm giá bán, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giá, không điều chỉnh tăng giá khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi. Đối với các mặt hàng sữa nhập khẩu, nếu mức giá khai báo cao hơn trên 15% hoặc thấp hơn không quá 5% với mức giá có trong cơ sở dữ liệu giá của Tổng cục Hải quan, tại thời điểm kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra sau thông quan. Bộ Tài chính cho biết sẽ khẩn trương triển khai việc thành lập trung tâm dữ liệu, dịch vụ về giá và thẩm định giá để thông tin giá các mặt hàng bình ổn giá, trong đó có mặt hàng sữa cho người tiêu dùng biết. Dự kiến trong năm 2014, trung tâm này chính thức vận hành. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của bản tin FBNC 24/7. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ còn quay trở lại với những thông tin đáng chú ý sau đây ở tình hình kinh tế thế giới. Kinh tế Thái Lan bắt đầu bị tác động sau một tuần diễn ra biểu tình. Các cuộc biểu tình tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt trong bối cảnh đối mặt với nguy cơ vỡ nợ.